Có bao giờ mọi người gặp trường hợp á là mình chạy quảng cáo cách chạy trang giống như thằng bạn của mình luôn, thằng bạn của mình thì bảo đơn còn mình thì không ra đơn nào không? Cái này á nó cũng dễ hiểu thôi, chừng nào á mọi người chịu hiểu rằng á là cái việc chạy quảng cáo nó chỉ là công cụ mang cái sản phẩm dịch vụ của mình đến tay khách hàng của mình, đến trước mắt khách hàng của mình thôi, chứ nó không có nhiệm vụ nó sẽ ra đơn cho mọi người. Mọi người muốn ra đơn á thì mọi người phải tối ưu cái sản phẩm của mình tốt, cái video của mình tốt trước khi mình chạy quảng cáo cái đã. Cụ thể hơn á là cái sản phẩm mọi người nó có lợi thế cạnh tranh hay không, hay là bản thân cái nguồn lực của mọi người á nó có lợi thế cạnh tranh hay không. Đang ví dụ về sản phẩm nha, chẳng hạn sản phẩm mọi người nó giá rẻ hơn đối thủ thì cái đó cũng là một lợi thế cạnh tranh, hay là sản phẩm mọi người á kiểu mà là chưa có ai bán hay là ít người bán ở trên TikTok cũng là một lợi thế cạnh tranh, hoặc là sản phẩm mọi người nó có tính mới, nó tính đa năng, hay là sản phẩm mọi người nó có nhiều quà tặng, nhiều combo, nhiều khuyến mãi hơn á thì đó cũng là lợi thế cạnh tranh. Chẳng hạn như là cái shop mọi người có tài chính đi, mọi người book rất là nhiều KOL, KOC nổi tiếng có thương hiệu này kia, họ review sản phẩm mọi người để tăng cái độ uy tín về cái sản phẩm mọi người nhiều hơn, cho nhiều người biết đến hơn, thì đó cũng là lợi thế cạnh tranh. Sản phẩm của mình có lợi thế cạnh tranh so với đối thủ thì khi đó mình mới chạy quảng cáo, nó mới hiệu quả, nó mới chuyển đổi tốt được. Còn nếu mà không thì rất khó có thể bán hàng kinh doanh được nha mọi người. Sau khi mình xác định được các sản phẩm của mình có lợi thế cạnh tranh rồi thì việc tiếp theo là mình phải đưa cái lợi thế cạnh tranh đó lên TikTok, đưa qua thông qua cái kênh của mọi người nè, thông qua cái shop mọi người nè, thông qua cái hình ảnh sản phẩm nè, cái tiêu đề sản phẩm nè, cái mô tả sản phẩm nè, và những cái seeding đơn giản chẳng hạn như là đánh giá sản phẩm, được bán sản phẩm này kia, xếp hạng sản phẩm, xếp hạng shop này kia, thì những thứ đó nó phải có đủ đủ uy tín thì khi đó mọi người chạy quảng cáo nó mới có hiệu quả được. Người ta sẽ không bao giờ người ta mua hàng của một cái video chạy quảng cáo, một cái shop chạy quảng cáo mà không có lượt bán, hay là nhìn vào hình ảnh, nhìn vào tiêu đề, nhìn vào mô tả, hay là nhìn vào cái kênh đó, không có một video nào hay lượt view thấp hay là không có follow nào cả. Cho nên là mọi người chạy quảng cáo hiệu quả thì mọi người phải làm sao, mọi người phải seeding được cái kênh mọi người, cái shop của mọi người, cái sản phẩm mọi người có sự uy tín thì cái đó mình mới chạy quảng cáo. Sản phẩm làm tốt rồi á thì cái việc tiếp theo mọi người cần phải làm là tối ưu tốt video, tức là mọi người phải biết cách làm một cái video có chuyển đổi cao, là sau khi khách hàng họ xem video mọi người, họ phát sinh hành vi mua hàng và kích thích được nhu cầu mua hàng của họ, và mọi người phải sản xuất càng nhiều video càng tốt. Đối với cái việc bán hàng ở trên TikTok á, mọi người muốn chạy quảng cáo mà kiểu nó ổn định, kiểu mà nó bền, nó ra đơn đều cho mọi người á, thì cái việc đi tương quyết mọi người cần phải làm là sản xuất video đều. Mọi người có thể tự sản xuất nè, hoặc là mọi người đi booking, hay là mọi người đi thuê đơn vị khác làm video á. Cho nên là sản xuất video á là cái điều mọi người phải làm liên tục muốn mà nếu mà muốn chạy quảng cáo hiệu quả. Nhắc lại á, là cái việc chạy quảng cáo nó chỉ là công cụ để mang cái sản phẩm dịch vụ mọi người đến tay khách hàng mọi người mà thôi. Muốn nó có hiệu quả thì mình phải tối ưu sản phẩm tốt và video tốt. Có rất là nhiều các bạn học viên học khóa quảng cáo bên Đăng á là họ không biết quá nhiều kỹ thuật chạy quảng cáo đâu, nhưng mà họ cái sản phẩm của họ biết tối ưu tốt, cái video của họ làm ngon á, họ chạy quảng cáo vẫn cực kỳ rẻ. Và Đăng có một nhóm Zalo là Homestock Shop, chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và TikTok Shop, và Đăng rất là hay làm livestream và những cái zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào á thì Đăng để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video này luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.